Sợ quá đi. Ai vậy? Anh Naki phải không? Anh đừng giỡn như vậy nha. Bị sao vậy? Chuyện hồi nãy làm Rhea sợ phải không? Thôi Rhea đừng khóc nữa mà. Rhea nín đi. Đừng khóc nữa. Rồi xin lỗi nha, xin lỗi Rhea nha. Anh có nói phải làm gì với một cái xác đúng không? Em không được làm điều dạy dỗ. Đừng. Anh là một đồ tế bác. Giờ lại có thêm một cái xác nữa. Kỷ niệm trường cấp 3. Thấy nhớ hồi xưa đúng không? Đương nhiên phải nhớ chứ. Vào đại học là em không làm gì liên quan đến mỹ thuật hết. Thật vậy hả? Uổng quá đi. Có chuyện gì sao? Dạ, không có gì. Những tượng đá như vậy rất dễ cảm nhận cảm xúc con người, như hối hận hay cầu nguyện.
Thường là vào buổi tối, chúng di chuyển rồi trò chuyện khóc lóc, giống như những vật sống vậy đó. Cô à, đừng kể mấy chuyện kinh dị mà. Tại sao vô cô lại làm cùng một chủ đề với mình chứ? Cái này rõ ràng là do mình nghĩ ra, cậu sao chép đúng không? Sao cậu nói như vậy? Mình luôn có ý định làm cái này chứ không hề sao chép. Thôi đi, đừng có xạo nữa. Tối qua mình có nói với thầy về chủ đề của mình, vô cô cũng biết mà. Mình không biết. Quá đáng. Vậy việc tác phẩm của mình và vô cô giống nhau, cậu không thấy có gì lạ sao? Mình thấy rất vui khi ngẫu nhiên trùng nhau. Đừng giỡn mặt nữa. Thôi đáng mà. Ghét. Tại sao cậu lại làm vậy chứ mà. Tôi quyết định thôi đi. Không tha thứ cho cậu đâu. Shizuka. Shizuka. Shizuka, cậu có sao không? Này Shizuka, tỉnh dậy đi. Shizuka. Tôi quyết định không tha thứ cho cậu đâu. Có sao không? Dạ không. Oka, thật tội cho em ấy. Em ấy còn trẻ quá mà. Sao? Có chuyện gì? Shizuka bị sao hả cô? Em chưa nghe chuyện hả? Oka mất hồi tháng trước rồi. Hình như là bị bệnh. Dạ. Thôi, em cứ từ từ xem nha. Dạ. Cậu bị bệnh sao? Dậy đi Yoko. Em bị làm sao vậy? Yoko dậy đi. Em tỉnh dậy đi. Có ai không? Tỉnh dậy đi em. Yoko à. Yoko à. Giới mà hạn thật sự của không lòng muốn tốt. Tới chờ ông cô Su không khác gì bạo hành tinh thần. Chịu hết nổi rồi. Thì là công việc mà, cho nên phải cố gắng chịu đựng thôi. Nhưng mà sức chịu đựng của tôi không được tới mức đó. Vậy thì cô thử nói với sếp xem sao. Không được, không được. Tới mấy buổi đi huấn luyện tập trung là sếp tôi lại bắt đầu đi nói khắp nơi cho mà coi. Khổ thiệt đó. Có khi nào bực quá tôi giết ổng luôn không? Đừng nói mấy điều đáng sợ như vậy chứ.
Tôi phải đi ra ngoài có việc. Có gì nhờ cô giúp đỡ nha. À, dạ. Suga, cố gắng lên nào. Ông dồn hết sức vào chân của mình đi. Cố lên. Ông phải cố gắng tập luyện để đi lại được chứ. Ông đang làm gì vậy? Ông phải hợp tác với tôi chứ. Không tập. Sao ông ngoan cố quá vậy? Tôi thấy đói bụng. Hả? Nấu cho tôi ăn đi. Mời ông ăn. Hôi quá, hôi quá. Hả? Tôi rất ghét cà ri. Tôi đã mất công nấu rồi. Ông phải ăn đi chứ. Ông mau ăn hết đi. Cô đút tôi ăn đi. Hả? Dạ. Hồi quá. Hồi quá, hồi quá, hồi quá. À, nóng quá đi, lấy ra ngay. À, nè, ông. Đồ tôi dơ rồi. Đưa tôi vào phòng tắm đi. Nè, đưa đây. Dừng lại đi. Thôi đi mà, không được xịt nước nữa. Nếu cô tắm chung với tôi thì hãy biết mấy. Muốn nói gì? Muốn báo bệnh viện không? Mày muốn gì? Không được. Không được. Tai nạn mà, phải chịu thôi chứ sao. Chưa tới chào hỏi phải không?
Tôi vô cùng xin lỗi anh. Hôm đó tôi không đến dự tang lễ được. Mời cô vào trong nhà. Hả? À không, không sao, đứng đây cũng được. Mời cô vào trong nhà. Cô là người đã chăm sóc ba tôi ngày ông ấy mất mà. Hả? Dạ. Cái này tôi xin biếu anh. Cô mau qua đây. Cô qua bên này mau đi. À, cô qua đây mau đi. Chuyện này dạ. Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa thay nước. Ba rất khổ sở, rất khổ sở, vô cùng khổ sở. Không được đến đây, không được đến đây. Ông mới là người có lỗi, ông đã dồn tôi vào bước đường cùng. Nên tôi mới giết ông. Chết đi, chết đi, chết đi.